công dụng chữa bệnh phụ khoa bằng lá lốt. Được biết đến như một loại thực phẩm chế biến thành nhiều món ăn với hương vị đặc biệt khó trộn lẫn. Không những thế, lá lốt còn là một vị thuốc chữa bệnh rất hay, trong đó có chữa viêm nhiễm phụ khoa. Hẳn chị em sẽ rất bất ngờ với công dụng chữa bệnh phụ khoa bằng lá lốt với cách thực hiện đơn giản. Công dụng của cây lá lốt. Quá quen thuộc với lá lốt bởi chúng có mặt trong nhiều bữa ăn hàng ngày của người Việt. Không dừng lại ở đó, loại thảo dược này còn được dùng như một vị thuốc chữa bệnh rất hay mà nhiều người vẫn chưa biết. Lá lốt là thân cây thảo đa niên có tên khoa học Piper Eolot, thuộc họ hồ tiêu. Theo đông y, lá lốt có vị cay, mùi thơm nồng, tính ấm đã đi vào các kinh vị tỳ, gan, mật, có tác dụng ôn trung, làm ấm bụng, tán hàn, trừ lạnh, hạ khí, đưa khí xuống và chỉ thống, giảm đau. Lá lốt dùng làm thuốc, có thể để tươi hoặc phơi khô. Tất cả các bộ phận của cây thuốc nam này đều có công dụng chữa bệnh. Loại thảo dược này được dùng để chữa đau bụng, lạnh gây nôn thổ, trị đầy bụng, tiêu chảy, hội chứng lỵ trên cơ địa hư hàn, trị đau đầu, chữa đau răng, chữa bệnh xương khớp, trị mồ hôi da nhiều, chữa bệnh phụ khoa hiệu quả. Hướng dẫn cách chữa bệnh phụ khoa bằng lá lốt. Theo kinh nghiệm dân gian, lá lốt được dùng để khắc phục các triệu chứng viêm nhiễm phụ khoa thông thường cho chị em phụ nữ mà không cần thuốc. Khi khí hư bị ra nhiều, vùng kín ngứa ngáy, có mùi hôi khó chịu, có thể dùng bài thuốc chữa phụ khoa dân gian này để giải quyết như sau. Chuẩn bị 50g lá lốt tươi, 40g nghệ vàng, 20g phèn chua. Cách thực hiện. Lá lốt đem ngâm rửa sạch với nước muối để đảm bảo độ an toàn, sau đó vỏ nát và cho vào nồi, thêm phèn chua và nghệ đã rửa sạch vào cùng. Cho thêm lượng nước vừa đủ, ngập khoảng 2 đốt tay đun sôi thì vặn nhỏ lửa và đun tiếp trong khoảng 15 phút thì tắt bếp. Sau khi đã vệ sinh vùng kín sạch sẽ, bạn gạn lấy khoảng một bát nước để nguội, đem rửa bên ngoài âm đạo. Lượng nước còn lại đun sôi và xông âm đạo, nên dùng khoảng 2 lần trong ngày. Thực hiện khoảng 3 đến 5 ngày sẽ thấy các triệu chứng viêm nhiễm được cải thiện hoàn toàn. Dưới đây là một số bài thuốc chữa bệnh khác từ lá lốt mà bạn có thể tham khảo áp dụng. 1. Chữa đau bụng do lạnh. Lá lốt tươi 200g, rửa sạch rồi cho vào ấm. Thêm 300ml nước, đem sắc kỹ, còn 100ml là dùng được. Dùng nước thuốc này uống trong ngày khi thuốc còn ấm, nên uống trước bữa ăn tối. Sau 2 ngày áp dụng sẽ thấy khỏi hẳn. 2. Chữa đầu gối sưng đau. Lá lốt tươi 20g, ngải cứu tươi 20g, đem rửa sạch rồi giã nát và thêm một ít giấm chưng nóng. Dùng đắp lên chỗ đầu gối sưng đau. 3. Chữa bệnh tổ đỉa. Dùng lá lốt tươi rửa sạch rồi giã nát chắt lấy nước cốt, uống hết một lần, phần bã cho vào nồi, đổ 3 bát nước sắc kỹ, dùng để rửa vùng da tổ đỉa, giúp giảm ngứa ngáy. 4. Chữa đau nhức xương khớp. Chuẩn bị 20g lá lốt, 12g thiên niên kiện, 16g giai tầm xoang. Tất cả đem sắc với 400ml nước, còn 100ml chia uống nhiều lần trong ngày trong khoảng 1 tuần. 5. Chữa mồ hôi chân tay. Lấy 30g lá lốt tươi cho vào nồi, thêm một chút muối và khoảng 1 lít nước đem đun sôi, đợi nước nguội bớt, ngâm chân, tay, ngày một lần trước khi ngủ.